Chào cả anh em nha. Nay nông cơ Vinh Quang mình giao chiếc 467 này trên kho ha. Cái 467 này được bán trên kho, kho ở chỗ nhà máy mì Phương Hoa ha. Ở Đắk Đoát của xã Krông ha. Thôn Đắk Đoát xã Krông của huyện Đắk Lây, tỉnh Kon Tum anh em nha. Anh kho này thì trước chạy của bên mình là chiếc Isuzu 435 ha. 435 giờ lên cái chiếc này là chiếc 467 nha. Chiếc 435 là đời Isuzu có turbo anh em ha. Rất là đẹp ha. Xe khá là vip ha. Cái này thì cái dàn áo đồ còn rất là đẹp anh em ha. Còn rất là đẹp. Này thì mới gắn thêm hai đèn bên trên ha. Khách đang test lại anh em nha. Trước khi lên đường ha. Động cơ rất là êm ha. Máy cày Vinh Quang gửi lời cảm ơn đến tất cả anh em ha. Anh em rất là nhiệt tình, rất là ok. Anh em nào có nhu cầu về những máy này thì xin lòng liên hệ với bên mình ha. Đây, rất là ok ha. Xe chạy rất là tít anh em ha. Rất là tít đó. Rất là ok ha. Ok, máy cày Vinh Quang gửi lời cảm ơn đến tất cả anh em nha. Anh em nào có nhu cầu về những máy này thì xin lòng liên hệ với bên mình ha. Isuzu 467 nha, về với anh Phò của Đắk Đoát, của Đắk Krông ha, của Đắk Lây ha. Ok, chào và cảm ơn anh em rất là nhiều ha. Đây là cổng sau của kho ha, mình còn một cái cổng phía trước nữa ha. Trước thì anh em mình cũng thỉnh thoảng lên phía trước ha.